Hello, xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Vẻ Đẹp Văn Bàn nha. Hai Vẻ Đẹp Văn Bàn sẽ review cho các bạn xem lễ hội bắt cá các bạn nha. Mời các bạn đón xem video của mình nha. Ở Mường So Phong thuộc tỉnh Lai Châu các bạn nha. Mới đội nào được thì đi xin với trọng tài rồi đem về tối. Come on.
Ý, cái này hơn này. Hai cân tư là giá của Lào. Tiếp theo. Hai cân ba cân giá. Ba cân. Tư giá hoàng thèn. Bạn lang bạn lang. Năm theo vào đây luôn. Cho xin ngàn. Nó so đang to chắc rồi. Nó so chắc rồi. Không nhìn thấy cái gì. Thêm hai con nữa cả. Bây giờ đây là cân cá các bạn. Cá ai đội nào được nhiều sẽ thắng cuộc các bạn nhé. Ba cân bảy số một. Ba cân bảy thôi. Ba cân bảy thôi. Nóng lắm. Xe ba cân bảy. Ba cân bảy. Xây ba cân bảy các bạn nhé. À, nằm tâm nhá. Nằm tâm. Đây là nằm tâm tâm đường. Tám lạng nhá. 0,8 kg. Đây, xá 5 lạng các bạn nhá. Mừng lay luôn. Ba con, chúng tôi không như ta sử dụng tài để khán giả rất là thương không được đâu. Ba con mà hai lan đầu hàng không kêu lan cho cân luôn hôm nay là khả năng không có kêu lan nào đi sáu bàn lan đây chứ đi đây nào sang số lượng kêu lan để không có lên cái đầu bắt được cá chúng tôi sẽ thả lại cho các bộ. Vâng, các đội bên đây có thể trong kính mời các đội đặt giải trong môn bắt cá. Xin mời các đội tham gia một cá chúng ta tập trung tại vị trí cũ ạ. Các đội tham gia. Cổng nào đó ạ. Rồi. Sáng là tâm lưu tâm lầm. Thị xã Mường Lây tỉnh Điện Biên đó ạ. Cử một đại diện mà chị có thể bỏ mũ ra để chụp ảnh cho đẹp. Vâng, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ trao giải ba cho các đội đã đạt giải ba môn bắt cá. Thank you.
Vâng, xin một tràng pháo tay của toàn thể các quý vị. Xin chúc mừng thành tích của các đội. Tiếp theo là giải nhì. Chúng tôi trao hai giải nhì. Xin mời xã Đồng Xe và xã Hoa Đèn. Và giải nhất chúng tôi sẽ trao cho toàn đội xã Đồng Xe. Nằm xe với 3,7 kg, Hoàng Thèn với 3 kg. Vâng, xin trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Xuân trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải. Và đội giải nhất đội Mường So, chúng ta sẽ lên toàn đội nha. Anh Xuân đứng giữa. Vâng. Xin mời đội giải nhất với 4,5 kg, đội Mường So. Xin mời tất cả đội Mường So. Vâng, có thể cầm nguyên cá cũng được. Mọi người bỏ khẩu trang ra, bỏ mũ ra đi ạ, bỏ mũ bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh. Lúc này đang rất là mát nên chúng ta bỏ mũ ra đi. Xin chân trọng kính mời đồng chí Phạm trao giải nhất cho đội Mường So. Vâng, xin cảm ơn các quý đại biểu khán giả cùng toàn thể các vận động viên.
vẫn coi nó chỉ đầy